đây. Ai, bây giờ em sẽ bắt đầu em quay. Lúc nãy test thần kinh rồi, nó cực kỳ là căng luôn mọi người nhé. Bây giờ quay như thế này cho mọi người nhìn rõ mặt mũi của nó này. Đấy, bố tai sơn nhập Mexico. Đấy, mặt này, tai lên mặt. Mọi người nhìn là biết là chó cực kỳ là lanh luôn đúng không ạ? Thần kinh của nó là căng kinh khủng luôn rồi. Quá là ham đồ luôn. Đấy. Đẹp nhỉ? Cúc nó nhảy tưng tưng theo kìa. Đấy, mặt đẹp chưa? Đây nhìn này là biết là ham đồ rồi. Con nào con đấy mặt này, láo liếc luôn này. Cho cắn rẻ thì dưới bụi. Giờ không test nữa chứ bọn em một khi cái đàn này cắn là toàn phải cậy hàm ra thôi. Đàn này nó hơi gầy một chút đâu, nó cái khung, nhưng mà cái bộ khung của nó mọi người thường thấy là chó 2 tháng tuổi, nó cực kỳ là dài chó luôn. Đây, siêu dài luôn này. Đấy. Vừa có màu đu rông đen tuyền và đỏ đen đó mọi người nhé. Đỏ đen gầm đen bốn chân đen luôn. Nó láo liếc nó nhìn kìa. Chỉ cần một tiếng động thôi là nó bắt đầu nói rồi. Đấy, bây giờ bọn em sẽ chuẩn bị quay riêng từng con luôn để cho mọi người dễ dàng lựa chọn hơn nhé. Xin chào mọi người.